Chiều ngày 5 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử đồng thời tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Ngọc, chú tỉnh Bình Thuận, 14 năm tù giam và Lê Cẩm Hoàng, chú tỉnh Đắk Nông, 12 năm tù giam cùng với tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, Ngọc và Hoàng quen nhau tại thành phố Hồ Chí Minh và rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Khoảng 1 giờ sáng ngày 27 tháng 1 năm 2023, Hoàng và Ngọc đến cổng trường mầm non Sơn Ca, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài. Ngọc đột nhập vào bên trong trường, lấy trộm số tiền hơn 1,2 tỷ đồng trong tủ sắt. Ngọc sau đó chia cho Hoàng 200 triệu đồng, phần còn lại Ngọc tiêu xài cá nhân, đánh bạc hết. Đến ngày 13 tháng 2 năm 2023, Hoàng tiếp tục chở Ngọc đến trường mầm non Hoa Đỗ Quyên ở xã Đắk Rola, huyện Đắk Min để trộm cắp tài sản. Ngọc tiếp tục dùng thủ đoạn cũ, trộm được 3 điện thoại cùng tiền mặt, tổng trị giá hơn 164 triệu đồng. Đến ngày 19 tháng 3, Hoàng bị công an huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông bắt giữ. Sau đó, Ngọc cũng đến công an tỉnh Bình Phước đầu thú. Công an huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk cũng vừa bắt giữ đối tượng Trần Huy Quốc, sinh năm 1996, trú tại xã Eati, huyện Eka, là đối tượng chuyên cho các em học sinh vay tiền với lãi suất cao. Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng Quốc khai nhận, từ tháng 9 năm 2023 cho đến nay, Quốc đã cho 18 học sinh trên địa bàn huyện Eka với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, mức lãi suất từ 10.000 đến 15.000 đồng 1 triệu một ngày, tương ứng với lãi suất 365% đến 547% một năm. Qua đó đã thu lợi bất chính hơn 40 triệu đồng. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen của đối tượng. Hiện công an huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng Quốc theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng kịch bản kỹ lưỡng, phân công từng đối tượng vào vai trò khác nhau rồi đưa các thông tin gian dối để tạo niềm tin với bị hại. Với thủ đoạn này, nhóm 3 đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Phú Lộc đã phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng trên. Vào cuối tháng 10 năm 2023, công an huyện Phú Lộc nhận được đơn trình báo của một hộ kinh doanh nông sản trên địa bàn huyện Phú Lộc về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 41 tấn thóc, tương đương với số tiền khoảng 420 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4 tháng 1 năm 2024, công an huyện Phú Lộc đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng gồm Triệu Văn Nghĩa là đối tượng cầm đầu, Trần Văn Du, Lương Tiến Dũng cùng chú tại tỉnh Tuyên Quang. Các đối tượng khai nhận ngày 20 tháng 10 năm 2023, Du sử dụng xe ô tô chở Nghĩa và Dương đi từ tỉnh Tuyên Quang vào Huế. Sau khi đưa ra thông tin gian dối, tạo niềm tin với chủ hàng và chủ xe vận chuyển, nhóm đối tượng đã vận chuyển 41 tấn thóc ra Hà Nội rồi đưa toàn bộ số hàng đến tỉnh Phú Thọ để đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Vì hám lợi nên Đồng Hữu Cường sinh năm 1983 ở thành phố Thanh Hóa đã nhận đưa một phụ nữ từ Trung Quốc về Việt Nam trái phép. Hành vi của Cường đã phạm vào tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bắt tạm giam để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vào khoảng tháng 8 năm 2023, thông qua mạng xã hội WeChat, người phụ nữ ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa lấy chồng và cư trú bất hợp pháp tại Quảng Đông, Trung Quốc đã làm quen và được Cường hứa sẽ đưa chị về Việt Nam. Toàn bộ chi phí chị phải đưa cho Cường là 45 triệu đồng. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, Cường đã tìm kiếm và nhờ người quen qua mạng dẫn người phụ nữ này nhập cảnh theo đường tiểu ngạch từ Trung Quốc về Việt Nam với số tiền khoảng 16,5 triệu đồng. Sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, đến ngày 12 tháng 10, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, đồng thời bắt bị can để tạm giam đối với Đồng Hữu Cường. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là thời gian này, đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu. Các đội nghiệp vụ Công an thành phố Lai Châu và Công an 7/7 xã phường đã phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, dân quân duy trì tuần tra ban đêm từ 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau trên các tuyến đường địa bàn trọng điểm. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Mỗi đêm ở các xã phường trên địa bàn thành phố Lai Châu, tổ tuần tra khoảng 10 người gồm 3 lực lượng: Công an, bảo vệ dân phố, dân quân sử dụng xe ô tô chuyên dụng, xe gắn máy để tuần tra từ 22 giờ đến rạng sáng hôm sau và được chia thành nhiều ca nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
lập thành các tổ để thực hiện công tác tuần tra kiểm soát ban đêm. Thời gian thì từ 10 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Thì các nhiệm vụ của tổ tuần tra thì nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, không để hành vi vi phạm pháp luật và các đối tượng thực hiện các hành vi xảy ra trên địa bàn, đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống bình yên và an vui. Trong quá trình tuần tra đi thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tuần tra đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm như điều khiển xe máy ngược đường, không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý nhằm tạo hiệu quả răn đe, lập lại an ninh trật tự. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng tuần tra thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, trộm cắp. Nhất là trong thời gian sắp diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu, lực lượng công an tăng cường kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn ký cam kết thực hiện các quy định về an ninh trật tự. Về phía khách sạn sẽ cam kết với công an thành phố, công an phường thực hiện bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm phòng cháy, chấp hành và cam kết khai báo lưu trú đối với các đoàn khách đến tham quan và lưu trú tại khách sạn. Tập trung tấn công truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó đã chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả đối với các loại tội phạm. Không quản ngại trời đêm rét buốt, cán bộ chiến sĩ công an Lai Châu vẫn hàng đêm tuần tra phòng ngừa tội phạm. Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, nhất là khi thời điểm người dân đang nô nức chào đón kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, ba bị cáo gồm Nguyễn Quang Trung, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, Lâm Phụng Tiên, cựu kế toán và Nguyễn Văn Nam, cựu trưởng phòng dự án vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử. Theo cáo trạng, từ ngày 30 tháng 4 năm 2009 cho đến ngày 30 tháng 3 năm 2010, để thực hiện việc cổ phần hóa, công ty đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng đã định giá trị quyền sử dụng đất còn lại tại 3 dự án không đúng với số lượng, chất lượng tài sản theo đúng quy định, gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn 64 tỷ đồng. Tòa Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Quang Trung 8 năm tù, Lâm Phụng Tiên 4 năm tù, Nguyễn Văn Nam 3 năm tù, cùng với tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đột nhập vào công ty qua cửa sổ, trộm cắp hơn 1 tỷ đồng và 21.100 đô la Mỹ, Nguyễn Đăng Khoa vừa bị công an tỉnh Long An bắt giữ. Vào sáng ngày 2 tháng 1, công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa nhận được tin báo tại một công ty bị kẻ gian đột nhập lấy trộm khoảng hơn 1 tỷ đồng và 21.100 đô la Mỹ. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng nghi vấn tên là Nguyễn Đăng Khoa là lái xe hợp đồng của công ty nên mời làm việc. Đối tượng Khoa khai nhận đã đột nhập vào công ty qua cửa sổ trộm cắp số tài sản nói trên. Lê Xuân Đào, cộng tác viên báo giao thông, bút danh Xuân Đào vừa bị đội trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đào cùng với một nhóm đối tượng chuyên đi tìm những công trình nhà xe, cơ sở kinh doanh hoạt động sai quy định của pháp luật, sau đó tiếp cận chủ cơ sở, công trình, đe dọa tạo áp lực buộc đưa tiền nếu không sẽ đăng báo. Sau một thời gian thu thập thông tin, vào ngày 5 tháng 1, đội trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ Đào cùng tang vật. Cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi ai là đồng phạm hoặc bị hại của Đào cần đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin, phục vụ làm rõ vụ án. Với hành vi cho vay lãi nặng, Ngô Quốc Thắng vừa bị công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tạm giữ. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Ngô Quốc Thắng đang giao dịch số tiền 25 triệu đồng từ việc cầm cố tài sản của một người dân. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ từ ngày 26 tháng 10 năm 2023 đến ngày 2 tháng 1 năm 2024, đối tượng Ngô Quốc Thắng đã nhiều lần cho một số người dân vay tiền dưới hình thức là cầm cố tài sản với số tiền thu lợi bất chính là hơn 30 triệu đồng. Lực lượng công an tỉnh Vĩnh Long vừa triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc, tạm giữ 15 đối tượng có liên quan. Vào chiều ngày 5 tháng 1, lực lượng công an kiểm tra quán cà phê tại xã Đồng Phú đã phát hiện bắt giữ 8 đối tượng đang tụ tập đánh bạc với hình thức là đá gà qua mạng. Tang vật tạm giữ gồm 6 điện thoại di động cùng với số tiền hơn 20 triệu đồng. Trước đó vào trưa ngày 4 tháng 1, lực lượng công an bắt giữ 7 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ gần 7 triệu đồng.